tiên mở thung dung, tam tòa tiên thánh công đồng mẫu dáng đàn duyên. Đệ nhất thiên tiên cung đình mời, mẫu đệ nhất thiên tiên Thanh Vân công chúa thượng thiên mẫu giáng trần. Lô hương dạ nhiệt pháp giới mong nguồn chư Phật hài hồi thất giáo văn tùy sư kết tường văn. Thành nghĩ phương ngân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Xê loan thánh giá hồi cung. Nhan sắc khác thường hình dòng nhan sắc khác thường một huệ vương khôn bì. A Di Đà Phật chiên nan hải ngạn lô nhiệt minh ương gia du tử mẫu lưỡng vô ương hỏa đổi đắc thanh lương chi tâm kim cương nhất chu biên thập cương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Xe loan thanh giá hồi cung. Đệ tam thánh tiên công thỉnh mời, mẫu đệ tam thánh tiên Xích Lân thần nữ đêm thoải cung. A Di Đà Phật giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đại biên pháp giới cung giảng thập phương vô lượng Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Xe đoàn thanh giá hồi cung. Ngọc Điện trốn Kim Môn cô đôi ra vào. Ngọc Điện trốn Kim Môn danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cung. Sinh thay một tú trên ngàn bầu trời cảnh Phật thank you.
Phật chư Phật mười phương, tứ Phật thập phương, thập Phật tám phương, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Này tố thỉnh lời cửa cha cửa mẹ cửa vua cửa mẫu cửa chúa cửa chồng các quan các giá chư vị các quan cùng tố thỉnh tới chư vị các tôn thần thiên địa cảnh đại nơi đây. Và xin tố thỉnh tới gia tiên tiền tổ tổ cô quan quán để tính gia tiên hương vị cô danh hết hương danh vô vị nguyên gia tiên tổ trần gia tiên tổ cao cao tổ cả cao cao tổ thì cô dây thì mọi thúc bá để thêm chư vị các chân linh gia tiên tiền tổ chứng tâm chứng quả để tể tế chúng con ngày hôm nay. Mang miệng về tâu mong đầu về lại lời trước cửa tổ đường tối tú anh linh của gia tiên tiền tổ ở thành phố Hà Nội quận Tây Hồ Xuân La, số nhà 37/3 ngõ 23/12A. Và con chú quán tại lối ở số 2 thành phố Thái Bình, phường Kỳ Bá, tổ 14. Nay nhất tân tưởng người này tân thành về trước tổ đường tối tú anh linh tại nơi đây để xin nhận cờ dâng giờ tiến lễ thành Phật tuyên kinh tấu thánh tạ lễ tiết tu tiên và tạ tổ. Ngày hôm nay bác kế cha mẹ hồi bác nuôi cha mẹ ngự và dân tạ tổ và hầu cha hầu mẹ hầu vua hầu mẫu hầu chúa hầu chồng và hầu tổ tại nơi tổ đường tại nơi đây để từ với chúng con nay nhất tâm tưởng người lại tâm thành xin thì tiếp duyên tiếp phúc lưu ân để xin được thỉnh Phật tuyên kinh tấu thánh tiến lễ tờ giấy danh chân ở đơn cánh cạnh để cho ba tiếp chủ được cầu sức khỏe, cầu lộc, cầu tài, giải tai, giải hạn, cầu bình an, gia lộ sự sở nguyện như ý, sở cầu lòng được lòng tâm. Nay xin các cùng các giáo chủ cùng đến để xin được vào thỉnh được thỉnh Phật tuyên kinh tấu thánh cho được thỉnh mãn. Nay để thỉnh với cho con để xin được vào nghi lễ A Di Đà Phật. Hợp đồng ra tiến chủ kiện thành tạ lễ đỉnh lễ hội đồng Phật Thanh Ngũ Bái. Như lai dấu
nguy thổ địa chân ngôn cảnh thương chế tổ ma. Nhạc đọc sơn chuyến chân linh muốn thử gian thổ địa tôi ngâm thần tài.
Việt Nam quốc Hà Nội, thành phố Hà Nội, quận Tây Hồ, Xuân A, số nhà 37 B, ngõ 23 trên 12 A, nơi ở số 2, thành phố Thái Bình, phường Kỳ Bá, tổ 14, ý vùng ta chứ tư phụng. Kim thần tín chủ Nguyễn Văn Hùng, thanh đồng trần thị dung, nam tử Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Quang Minh, nữ tử Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Ngân, đồng hương môn Nguyễn Đảng. Cẩn thủ kim nguyện các nhật tiền thỉnh pháp sư tiểu yêu vua tổ đường sư tiên lê tạ tổ chư biến nhị tăng bản đàn thần đắc thử nay từ cẩn án ra vô qua phục hành pháp sư tung hương tôn thần tỷ thiên hạ chi nguyện hành quảng chư chi chúa tể thông minh tín trực trương thiện đơn nát ni vô tư hiển ách uy linh phúc thiện hòa năm nhi hữu chuẩn phàm hữu sở trì cầm bát văn chi vi thử hợp thành cụ điệp nhất đạo thượng đạt tòa hạ phục quốc tán thượng xử lý cẩn vận từ tâm ủng hộ đàng đàng thương nhương Phật sự cung duy tín chủ phúc phước gặp giá môn bất thiết sở cầu tất giai quả toại tu chi điệp giá kim niên thái tuế lỗ vương hành kiển trí đức tôn thần từ hạ bản thổ thành hoàng tôi linh đại vương từ công sứ giả danh công tào niên công tào lý văn minh nguyệt công tào cao tế dân thần nhật công tào năm nguyên thanh thời nguyệt thập bát nhật điệp thời thích ca như nay chỉ giáo đệ tử thần phụng hành a di đà phật đi bản mình sinh ký dung liên nam tử nguyện nghĩa đức ca anh nguyện quang minh lưu tử nguyện đi vận hành nguyện thì gánh ngân học đồng sa môn quyền đi đẳng cảnh đối cần tu kim ngân cát nhà tước tỉnh pháp sư tử vũ tổ đường sứ khải tiến đi tiến ra lễ Phật tuyên kinh đấu thánh đại thiết tu thiên
đồng ra tiên chỗ kiện thành đỉnh lễ tôn thần sứ giả tứ bái. Của trần quý công quý bẩm chân ninh, của trần quý công quý tuôn chân ninh, của trần quý công quý phương chân ninh, của trần quý công quý năm chân ninh,
của trần quý công ông ý lục chân ninh của trần quý công ông ý cho na chân ninh tổ cảo của trần quý công ông ý yếu chân ninh của bà đặng thị quý thuật chân ninh ông trần quý công ông ý như chân ninh bà đoàn thị quý điệp chân ninh ông trần quý công ông ý yếu chân ninh bà đoàn thị quý điệp chân ninh ông trần quý công ông ý bảo chân ninh bà thì quý bá chân ninh cha trần quý công ông ý nghi chân từ nho chân ninh mẹ nguyễn thì quý trần chân ninh ông trần quý công ông ý ra chân ninh bà đỗ thì quý đông chân ninh bà phí thì quý hợi chân ninh bà cô trần thì quý bùi chân ninh đồng gương ngôn quyến đảng thượng ai văn cung ma na ma văn tông linh văn từ này có tâm bố ảnh ngoài trần sư phổ hài đại ứng thần thiếu dệt từ ai ngũ văn không là pháp đầy đủ là ngũ văn không mắt đầy đủ là ngũ văn không mắt để cho xa rơi Nam mô A Di Đà Phật trong dòng tộc đệ tử Trần Thị Dung xin được bác quế hầu
Phật Mẫu, Thánh và Hồi Tiên Tông. A Di Đà Phật. Thank you.
Ông về ông chính để cùng chúng thủ lô hương chứng cho lòng thành. Với họ Trần họ Nguyễn con nhất nhất của ba ông ở đằng này con nói xin cha tăng cao số nặng khá bóng bỏng đầu đầu của tội lành mệnh con nặng tôi. Con ăn tại gia con thở tại nguyện nay phải thuốc của đường cố cứu anh nền trọng tập họ tại gia của đây. Bác ghế cha mẹ ngồi, bác ngồi cha mẹ ngồi, bác ghế khánh đồng ngồi, bác ngồi khánh đồng ngự. Ông về ông chính tâm lòng thành cho ghế họ Trần họ Nguyễn con cho họ cười lạc hơn và tốt mạng hơn người. Chào nguyện như ý sở cầu con được tập tâm cho tất cả các chủ thành viên từ đây cho nhà nào được thấy cho được chẩn nguyện như ý sở cầu thành tâm nguyện để có thể hoàn thành mặt điện ban cho ghế họ Trần Nguyễn con tươi lạc hương hoa tốt lạc hương người tinh thạch đem quả cho con nhà để đa cửa nhà và được vun đắp trên quả hương hoa trên hạt lúa A Di Đà Phật Nam quốc rồi Nam Đế Cương A Di Đà Phật Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch nộ nãi Xâm phạm ngũ đẳng hành khan thủ bại Cung quyền cung quốc cung gia đạo mấy đời tài bồng lộc có sao kiếp trước truyền ngôi không nước mắt dẫn nành yên hưởng thái bình sơn bởi đâu cơ sự lên cồn sóng to gió lớn đảo điện mấy đời lòng chi uất hận thanh ơi mà không kêu cứu ai người có nhân xa xa rồi lại đến gần cậu kia chữ nọ muôn phần ai hay bởi đâu mà có ngày nay bởi đâu mà có đủ đầy giang sơn nghĩa trước bởi chẳng lên thuyền biết đâu sông lớn chuyên chuyên ai cầu mấy đời được hiểu nghĩa nhau mấy người được hiểu nông sâu con đò bởi chẳng có chữ ta mới đối thiên nếu không có chữ mặc hiền trần ai thế thì ta giang đàn ai những lòng người đã biết sai đâu mà sám hối cái miệng vẫn na cả cái tâm nghĩ khác bởi là đối thiên chẳng bởi vì của vì tiền mà vì phúc ở nhân duyên tâm người dáng thơ vận thế mấy đời chữ đầu soi bói cho người trần gian có phúc thì mới có duyên có của có tiền mới được đề đa đề đà cai nễ trong nhà những tâm không sáng đâu là có tâm ta chỉ nói lại mấy lời giảng nghĩa giảng đạo cho người nghe thôi chứ bằng một chẳng ai bời không nên nghĩa cả dân thời chẳng đâu trăm lễ người ta đào cầu mong rằng đánh đổi tiền đâu chảy về nhưng đâu có phải để huề tiền dâng mà được có thì dâng ai ra hồi
Thank you.
tao mày đúng đi chơi huyền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ đoàn thanh ra hồi nhất tâm quan cùng thần ngồi để nhất tâm quan lại là chân xa nhìn chung quan để nhất đồng chí thần thông các cơ quan đồng chí thần thông những cái tam giới cầm xoài trên đài thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba đệ tử bốn con trời giá một tiền thank you.
có những người chẳng gì tài sanh chỉ để vơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong nhớ thương ai mà khi tỏ tại sao
còn chiều hôm nay ông hoàng bày nghe cung văn đàn hát nhà phố hoa viên ngựa cha cha Oh,
Thank you.
Chúng con thỏa lòng đi đi à 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